Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Như Ý nha. Sẽ có một số hoa giấy ghép nhiều màu, tiếp tục giao lưu tới quý cô bác anh chị em mình trên kênh nha. Rồi, chào Ý. Dạ, rồi, em chào anh Thái, chào cô chú anh chị đang theo dõi video của em. Thì địa chỉ của em là Tân Khánh Trung, lớp giờ Đồng Tháp. Số điện thoại cũng như Zalo em là 0707 06939. Thì hôm nay em giao lưu cô chú anh chị mình những mặt hàng hoa giống mới bên em ha cô chú anh chị. Thì không làm mất thời gian của mình, em ngay cho mình mã số 1 là cây sông môi cam của chú anh chị. Tiếng em đo cho mình là 50, chiều cao là 82. Hoành là hoành 17, mã số 1 này em giao lưu của chú anh chị mình là 380.000. 380.000 của anh chị em. Dạ. Dòng sông môi cam. Hoa rất đẹp luôn. Cho mã số 1. Thêm lên mã số 2 là cây dưa hấu đỏ. Tém đo cho mình là 50, chiều cao là 70. Hoành là hoành 18. Sổ đế là 41, mã số 2 em giao lưu của chú anh chị mình là 250.000. Thêm lên mình mã số 3 là một cây hồng gân. Tém ra cho mình là 40, chiều cao là 50. Hoành là hoành 11, mã số 3 em giao lưu là 180.000. 180.000 cho mã số 3. Thêm lên mình mã số 4. Cây ghép nhiều màu. Tém ra là 45, chiều cao là 70. Hoành là hoành 15, mã số 4 Zalo của chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 250.000, đem có tím pháp, dưa hấu, đỏ lửa, red pizza của chú anh chị, tím bướm. 250.000 cho mã số 4. Thêm lên mình mã số 5. Cho ghép hai màu red pizza và tím lửa mới. Tém ra cho mình là 60, chiều cao là 90. Hoành là hoành 15, sổ đế là 50, mã số 5 em Zalo của chú anh chị mình là 370.000. 370.000 cho mã số 5. Tiếp theo em lên cho mình mã số 6. Tán em lên cho mình là 65, chiều cao là 75. Hoành là hoành 19, mã số 6 đây em có cho mình là tím pháp, hồng tiết, chết pizza, trắng lửa. Trắng lửa của chú anh chị. Tím tuyết. Tím tuyết. Mã số 6 này em Zalo của chú anh chị mình là 370.000. Theo em lên cho mình mã số 6 của chú anh chị. Mã số 7. Tán em ra cho mình là 60, chiều cao là 70. Hoành em đó đây cho mình là hoành 15, mã số 7 của chú anh chị. Ở đây thì em có cho mình là tím bướm, tím pháp, tím tiết và red pizza của chú anh chị. Mã số 7 em giao lưu là 250.000. 4 màu. 4 màu. Thêm lên cho mình mã số 8. Tán em ra cho mình là 67, chiều cao là 1m05. Hoành là hoành 16, ngũ sắc thái 5 màu chứ gì. Mã số 8 em giao lưu của chú anh chị mình là 370.000. 370.000 cho mã số 8. Thêm lên cho mình mã số 9 là cây Alisa. Tán em ra cho mình là 55, chiều cao là 85. Hoành là hoành 16, mã số 9 của chú anh chị Alisa em giao lưu là 270.000. Cho mã số 9 Alisa. Thêm lên mình mã số 10. Tán em ra cho mình là 60, chiều cao là 75. Hoành là hoành 15, mã số 10 của chú anh chị đây có tím tiết, trắng tiết, hồng tiết, red pizza của chú anh chị và tím lửa mới 5 màu. Em giao lưu mã số 10 này là 350.000. Thêm lên mình mã số 11 là cây cành vàng lá ngọc đỏ. Tán em ra cho mình là 60, chiều cao là 65. Hoành là hoành 15, mã 11 của chú anh chị. Em giao lưu của chú anh chị mình là 220.000. Mã số 11. Thêm lên mình mã số 12. Cây ngũ sắc thái mini của chú anh chị. Tán em đo cho mình là 60, chiều cao là 75. Hoành là hoành 18. Mã 12 em Zalo của chú anh chị mình là 300.000. Ngũ sắc thái 5 màu chị, đỏ cam vàng, trắng phớt hồng và hồng sen. Mã 12. Tiếp theo lên mình mã 13. Tán em đo cho mình là 55, chiều cao là 67. Hoành là hoành 18, mã 13 của chú anh chị. Ở đây em có hồng tiết, trắng tiết, tím bướm của chú anh chị 4 màu.
Em Zalo là 270.000, mã 13. Theo em lên mình mã số 14. Cây rít bia. Tiếng em đo cho mình là 50. Chiều cao là 75. Cây cứng nụ chân quý anh chị em. Hoành là hoành 10, mã 14. Zalo của chú anh chị mình là 240.000. Theo em lên mình mã 15. Cây tính tiết. Tiếng em đo là 55. Chiều cao là 80. Hoành là hoành 15, mã số 15 Zalo là 300.000. 300.000 cho mã số 15. Tiếp theo là mình mã 16 là cây hồng lửa. Tiếng ngang đó là 50. Chiều cao là 90. Hoành là hoành 14, mã số 16 Zalo của chú anh chị mình cây hồng lửa này với cái mức giá là 280.000 cho mã số 16. Hai màu anh chị em, hồng lửa và hồng gân. Dạ, hai màu. Tiếp theo lên cho mình mã 17. Tiếng ngang đó cho mình là 60. Chiều cao là 80. Hoành là hoành 16, mã 17 của chú anh chị. Hồng tiết, trắng tiết, tiếng Pháp. Ba màu của chú anh chị. Em Zalo của chú anh chị mình với cái mức giá là 260.000 cho mã số 17. Thêm lên mình mã 18. Tiếng em cho mình là 50. Chiều cao là 70. Hoành là hoành 14. Ở cái mã 18 này em có cho mình là kết vàng, kết trắng, tiếng bướm và tiếng Pháp. Mã 18 Zalo là 280.000, mã 18. Thêm lên mình mã 19. Cây trắng tiết. Tiếng em đo là 50, chiều cao là 82. Hoành là hoành 13, mã 19 của chú anh chị. Em Zalo của chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 320.000. 320.000 cho mã số 19. Thêm lên cho mình mã số 20, cây ngũ sắc thái của chú anh chị. Tiếng em đo cho mình là 78, chiều cao là 1m15, hoành là hoành 19, mã 20 của chú anh chị. Em Zalo của chú anh chị mình với cái mức giá là 380.000 cho mã số 20. Cuối clip lên mình mã 21 là cây tính tiết. Tiếng em đo cho mình là 45, chiều cao là 72, hoành là hoành 13, mã 21 Zalo của chú anh chị mình với cái mức giá là 300.000. Và đây có một cái cuối clip, rất cảm ơn cô chú anh chị mình luôn yêu thương và ủng hộ những video của em trên kênh của anh Thái. Hẹn gặp lại cô chú trên những clip tiếp theo. Rồi, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn em như ý nha.